Xin được chào mừng đại gia đình đã quay trở lại với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến .vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Trần Thị Năm thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đã muốn giới thiệu đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 6m và chiều dài căn nhà mình lên đến 10m và nở hậu 6m. Và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và hai lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình sẽ có khoảng sân để xe gắn máy, phòng khách, phòng bếp và mình có 4 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng ở phía sau của căn nhà. Với căn nhà mình thì đang có hướng là hướng Tây, phối khách hàng thuộc mệnh nhà Tây Tứ Trạch. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà để di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu khách hàng về căn nhà. Chỉ với giá hơn 3 tỷ là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà nằm trên một con hẻm, xe hơi, xe tải là di chuyển vào bên trong căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Phía ngoài là trục đường chính, đường Trần Thị Năm, chỉ cách căn nhà mình tầm cỡ khoảng độ 70m thôi. Mình có một con hẻm xe hơi, xe tải di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ một chút xíu là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có bề ngang lên đến 6m và nở hậu lên đến 10m, cũng như chiều dài của căn nhà lên đến 10m với căn mini phố được thiết kế rất là đẹp. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh để mở ra bên ngoài rất là thoáng và rất là mát. Di chuyển vào bên trong mình sẽ có khoảng sân mình để xe gắn máy và kế tiếp là mình sẽ có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và di chuyển vào bên trong mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách cũng như khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Và một bên thì được anh chị thiết kế làm phòng khách và một bên thì được anh chị thiết kế làm phòng bếp rất là rộng rãi với bề ngang căn nhà mình lên đến 10m. Đây là khu vực không gian phòng bếp của căn nhà và mình chỉ có một cái nở hậu được các anh chị thiết kế cho mình, có giếng trời rất là thoáng và rất là mát. Phòng cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và chỉ với giá 3 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đang có bề ngang lên đến 6m và nở hậu 10m và được các anh chị ở nhà thiết kế một trệt và tới 2 tầng lầu với căn nhà rất là dài, rất là rộng. Và đây là khu vực không gian ở dưới tầng trệt của căn nhà và chỉ với giá 3 tỷ 600 triệu đồng, còn thương lượng thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nên đã liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến có hàng đi xem. Một căn nhà nằm tại trục đường Trần Thị Năm thuộc phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Và với căn nhà mình thì đang có bề ngang lên đến 6m, nở hậu 10m và được anh chị thiết kế mỗi lầu mình sẽ có hai phòng ngủ chính và hai nhà vệ sinh, sử dụng rất là thuận tiện. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình được sử dụng bằng chất liệu gỗ cam xe. Sàn nhà mình được lắp gạch đá bóng kính và mình đều có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng, nhà vệ sinh riêng biệt, sử dụng rất là thuận tiện. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Và anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà được thiết kế rất là đẹp. Và đây là không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà, sẽ có hai phòng ngủ chính, hai nhà vệ sinh mỗi lầu, sử dụng rất là thuận tiện, đều có cửa sổ, cửa đi ra ban công phía bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và chỉ với giá hơn 3 tỷ thì nhà đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhân dân liên hệ về theo số điện thoại đã thị trên màn hình để Nhà đất Hoàng Tiến đi xem. Căn nhà đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Với căn nhà nó có bề ngang lên đến 6m và nở hậu 10m cũng như chiều dài 10m và được anh chị đúc kiên cố một trệt và tới 2 tầng lầu. Mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 4 nhà vệ sinh. Đây là khu vực không gian phòng ngủ số 3 căn nhà, như đều có nhà vệ sinh riêng. Với căn nhà chỉ với giá hơn 3 tỷ thôi, 3 tỷ 600 triệu đồng còn thương lượng thì thuận tiện với hàng mua ở đầu tư và mình mua cho thuê rất là tuyệt vời. Mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, dùng rất là thuận tiện. Và di chuyển sang không gian phòng
số 4 của căn nhà. Phòng số 4 căn nhà mình cũng được các anh chị thiết kế rất là đẹp, với căn nhà nở hậu. Và mỗi lầu thì mình sẽ có ban công để ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, và bên trong mình sẽ có khoảng không gian để máy giặt. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 4 căn nhà. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến ở đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.